Hàng loạt hoạt động hấp dẫn nhằm tôn vinh phở đã diễn ra tưng bừng trong gala Ngày của phở 12 tháng 12 năm 2021. Dấu ấn mang tầm quốc tế của Ngày của phở 12 tháng 12 do báo Tuổi Trẻ khởi xướng ở tuổi lên năm là việc Google Doodle vinh danh Ngày của phở 12 tháng 12 trên trang chủ của công cụ tìm kiếm nổi tiếng này và sự kiện hiện diện trên trang chủ Google ở 20 quốc gia. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tích cực Ngày của phở bằng chương trình Thức dậy sớm ăn phở cùng thành phố, mà người mở màn ủng hộ là Hoa hậu Henie. Tại Ngày của phở 12 tháng 12 tổ chức ở Landmark 81, nhiều đầu bếp hàng đầu đã tranh tài sôi nổi trong hội thi Đi tìm người nấu phở ngon năm 2021 Hoa hồi vàng. Tôi đến đây với mong muốn là tìm ra cái hương vị phở mới, muốn lan tỏa và truyền đi những cái văn hóa phở, những món ăn Việt Nam cho cộng đồng thế giới. Tại vì mình là hàng không cho nên là có rất nhiều bạn bè quốc tế đến và đi. Thì nhân sự kiện này mình đến đây để giao lưu và nâng cao thêm cái tay nghề của mình để truyền bá văn hóa phở tốt hơn. Hôm nay mình đến đây mình có những cái bí quyết riêng. Như hôm nay mình làm một cái món phở đó là phở sen, bánh phở làm từ hạt sen. Mình có trà sen, chè sen, bây giờ sẽ có phở sen. Tất cả dựa trên nền cơ bản của phở Việt Nam, đó là nước cốt từ xương bò và các loại thảo mộc. Nhưng bánh phở mình sẽ làm từ gạo và hạt sen rất đặc biệt. Thực sự thì phở Việt Nam thì thực sự là ai cũng có một cái bí quyết cho riêng mình. Cái bí quyết mà quan trọng của tôi là để nấu ra một tô phở ngon á, thì đó chính là cách lựa chọn nguyên liệu tươi nhất, ngon nhất và đặc biệt nhất thì sẽ ra những tô phở ngon nhất thôi. Mọi người được thưởng thức hàng ngàn tô phở hương vị thơm ngon do những thương hiệu phở nổi tiếng thực hiện, qua đó lan tỏa tình yêu với phở và văn hóa ẩm thực Việt. Qua nhiều nơi thì mình thấy phở Thành phố Hồ Chí Minh là nó giống như hội tụ của các vùng miền, nó không phải là giống phở Hà Nội mà nó có cái gì đó tổng hòa. Nên là khi bạn phở thì mình thích là sẽ ăn cùng với giá này, với cái loại rau thơm, rồi một xíu chanh, rồi thêm một tí tương ớt, tương cà gì vô đó. Đặc biệt là cái mùi phở thì nó không lẫn vô đâu được, phải có cái mùi của hoa hồi, của quế. Mình nghĩ là phở là một trong những món ăn đặc sắc, là nổi bật của Việt Nam, giống như bánh mì. Tô phở ngon thì nước phải trong, thịt mềm, các miếng thịt phải mỏng, nước phải đậm đà. Cái ngày 12 tháng 12 là ngày của phở Việt Nam thì cô rất hào hứng để tới đây để dự, với lại một cái không khí này rất là vui. Mặc dù Covid nhưng mà cô vẫn thích đi dự. Sự hội tụ của những chuyên gia, các đầu bếp hàng đầu, những thương hiệu phở có bề dày truyền thống phát triển từ nhiều nơi còn góp phần mang đến những thông tin thú vị cho thực khách. Có những quán phở gia truyền cả trăm năm gây ấn tượng cho công chúng. Đặc trưng của phở Nam Định thì không thể thiếu được nước mắm chắt và cái muối mình đã được xử lý. Cái muối này nó khác cái muối thông thường, là khi mình càng ninh với xương xử lý trong nước dùng ấy, là càng ninh thì muối lại không bị mặn mà vị nó rất đậm và ngọt. Cộng thêm với quả bánh phở gia truyền và thịt bò rất là tươi mềm, là chúng ta sẽ có một bát phở ngon tuyệt vời. Trên một cái bát phở chúng ta quy tụ được độ mặn, độ ngọt, được độ thơm, độ cân bằng âm dương trong bát phở. Sự cân bằng âm dương trong bát phở này, đó là cái đặc biệt, đó là những cái sản vật ẩm thực đặc trưng của người Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi luôn luôn mong muốn phở của Nam Định nói riêng, phở của Việt Nam nói chung sẽ lên một tầm cao mới, sẽ cấp những visa cho phở để hành trình ra nước ngoài một cách chuẩn chỉ hơn, định chuẩn hơn. Thương hiệu của phở Việt cũng như là phở Nam Định sẽ được bảo hộ của nhà nước, bảo hộ của các cơ quan chính quyền, để làm sao sự tổ chức của các hiệp hội có thể đưa chính thức phở Việt Nam ra nước ngoài, giống như là mì Ý, giống như là mì udon và rất nhiều các sản phẩm của các nước khác. Trước đó, xe phở yêu thương dành cho các y bác sĩ lực lượng tuyến đầu cùng các bệnh nhi và những bệnh nhân chẳng may nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 9 năm 2021 đã mang 16.500 tô phở nóng phục vụ Bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng một số cơ sở vệ tinh. Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, Bệnh viện Dã chiến số 14, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện Trung ương Huế đảm trách và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày của phở 12 tháng 12 được khởi xướng năm 2017 trở thành hoạt động văn hóa ẩm thực thường niên, quảng bá món ăn truyền thống của dân tộc lan tỏa khắp thế giới. Show gala Ngày của phở 12 tháng 12 là chương trình bay cùng phở Việt diễn ra ngày 15 tháng 12 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Kế đó là hành trình về với các em nhỏ và bà con khó khăn trên đảo Thiền Liền Cần Giờ với hàng ngàn tô phở do các hoa hồi vàng vừa đăng quang chính tay chế biến, cùng hàng trăm suất học bổng và quà tặng thiết thực.